Theo thống kê cập nhật của Bộ Y tế Ả Rập Xê Út, 4 ca tử vong mới được ghi nhận, phân bố tại thủ đô Riyadh, thành phố cảng Jeddah, thánh địa Mecca và thành phố Tabuk nằm bên bờ Biển Đỏ. Các ca nhiễm mới gồm 6 người đàn ông sinh sống tại Riyadh, Jeddah, thánh địa Medina và thành phố Taif ở Tây Nam Ả Rập Xê Út. Một người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tích cực, 3 người còn lại không có triệu chứng nhiễm bệnh. Các quốc gia khác như Ai Cập, Jordani, Liban, Hà Lan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ cũng đều ghi nhận thêm các ca nhiễm mới. Hầu hết nạn nhân là những người du lịch đến từ Ả Rập Xê Út trong thời gian gần đây. Tuy số ca nhiễm đang tăng nhanh tại Ả Rập Xê Út, song Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng virus gây chết người này chưa tạo ra tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với y tế cộng đồng. WHO cũng cho biết, chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy MERS liên tiếp lây truyền từ người sang người. MERS gây các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, viêm phổi và được coi là họ hàng của virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS từng ám ảnh châu Á năm 2003, khiến hơn 8.000 người nhiễm bệnh và 9% trong số đó tử vong. Mặc dù số trường hợp nhiễm chủng virus này trên thế giới tương đối thấp, song tỷ lệ tử vong lên tới gần 30% tổng số người nhiễm bệnh tại Trung Đông.